Thành phố Hồ Chí Minh không thiếu hủ tiếu, bánh canh, nhưng muốn ăn một tô bánh canh siêu nhiều, sợi bánh siêu ngon, đặc biệt là viên bò siêu bự như trái bánh tennis, thì bạn chỉ có thể tìm đến tiệm bánh canh của bà Huỳnh Thị Kim Hạnh ở quận 1. Hàng bánh canh này không bảng hiệu ở cuối đường Nguyễn Văn Nguyễn đã gần 30 năm nay. Quán bán từ 15 giờ chiều và chỉ trong khoảng 3 tiếng là hết 100 tô. Quán lề đường nhưng tiêu chí vệ sinh ngăn nắp được bà Hạnh đưa lên hàng đầu. Tất cả nguyên liệu, nồi nước lèo, chén tô, hũ gia vị đều được xếp ngăn nắp. Các nguyên liệu nấu bánh canh cũng được bà Hạnh chọn lựa kỹ để đem đến vị ngon cho thực khách. Chị bán cũng lâu, có nhiều khách quen lắm em. Các chị mà ăn đây lâu mười mấy năm, 20 năm có. Canh của mình là có huyết bò viên em, giò heo. Canh của mình tự làm, nó không có phải như chợ. Canh của mình nó có cọc ngắn, cọc dài chứ không phải như ngoài chợ mà nó đều nhau. Vị ngon thứ nhất là những sợi bánh canh gia truyền, thứ hai là móng giò chặt cục to và nhiều thịt, thứ ba cũng là điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu bánh canh bà Hạnh, chính là những viên bò to như trái bánh tennis. Viên bò ở đây khá dai và bên trong có nhiều tiêu hạt thơm nồng. Viên bò cỡ lớn này luôn gây ngạc nhiên cho những thực khách lần đầu ghé quán. Nào giờ không biết ở đây bán bánh canh bò viên, thì cô em cái giới thiệu tôi mới lên đây tôi ăn mà tôi thấy cái cảnh nó lạ mà nó vui mà ngon, thứ nhất là nó bự mà nó ngon. Tô bánh canh lớn nhiều vị ngon như thế nhưng có giá rất bình dân. Món giò heo chỉ 25.000 đồng một tô, món bò viên thì 27.000 một tô và tô đầy đủ có giá 35.000, rất đáng để trở thành một địa chỉ ẩm thực bỏ túi phòng khi bạn đói bụng phải không?